bốn nàng thơ từng bước qua cuộc đời Denvo. Trước khi lộ clip sống chung, Denvo đã từng có tin đồn về những mỹ nhân này. Hennie. Tháng 5 năm 2021, sau khi nam rapper phát hành MV Trốn Tìm, cộng đồng mạng lập tức soi ra chi tiết được cho là ngầm nhắc tới cô bạn hoa hậu. Trong một phân cảnh, Denvo diện chiếc áo có thêu dòng chữ D, trái tim hát và nhiều người phỏng đoán nam rapper đang ám chỉ thông điệp Denvo yêu Hennie. Ngay lập tức, dân tình ra sức đẩy thuyền Denvo và Hennie. Tuy nhiên thuyền chưa ra đến bến đã chìm bởi trong story mới nhất, đàng gái đã lên tiếng phủ định. Được biết trước đó, Hennie cũng đã hẹn hò bạn của Denvo nên chuyện yêu lại bạn thân của bạn trai cũ có vẻ như khó có thể xảy ra. Việc người hâm mộ gắn kết Denvo và nàng hậu người ED không phải là không có lý do, bởi từ trước đến nay, bộ đôi này thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Chưa kể Hennie còn từng xuất hiện trong lyric bài này chiêu phết của anh. Ngoài ra, Hennie cũng từng tham gia trong live show của Denvo. Big Phương, đầu năm 2022, cuộc hội ngộ sau 15 năm của Big Phương và Denvo gây chú ý. Denvo đăng tải hình ảnh chụp cùng ca sĩ Big Phương và hài hước chia sẻ. Nhớ năm đó, hàng ngày cùng mấy thằng bạn đạp xe đi học, thì thoảng bạn đi nhờ, đợi dưới chân dốc công đoàn. Mỗi sáng tạt ngang ngõ chợ vườn đào mua gói xôi khúc, một tay cầm sữa ăn, một tay ghì ghi đông, còn lưng đạp qua con đường bến tàu nằm giữa một bên là núi, một bên là biển thật nên thơ. Những con dốc nhỏ, mái trường trên đồi, cô bạn cùng trường năm nào ít thì gặp lại. Thấm thoát cũng hơn 15 năm, mình muốn hỏi bạn một câu canh cánh trong lòng bao lâu rồi chưa thổ lộ, sao đi nhờ mà không đạp phụ tao hả Phương? Thời điểm này, cả hai được khán giả đẩy thuyền vì quá đáng yêu. Họ cũng rất xứng đôi vừa lứa về cả ngoại hình lẫn tài năng, sự nghiệp. Trong khi nàng là ca sĩ xinh đẹp, nổi tiếng thì chàng lại là rapper đình đám nhất nhì hiện tại. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng ca khúc Lối Nhỏ của nam rapper là dành cho Big Phương. Đây là bài hát diễn tả câu chuyện anh yêu thầm một người con gái, nhưng cảm thấy không xứng với cô vì cả hai dường như có xuất phát điểm quá khác biệt. Big Phương và Denvo đều khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết. Phương Anh nào? Tháng 9 năm 2022, Denvo lại dính thêm tin đồn hẹn hò Phương Anh Đào vào thời điểm anh ra mắt loạt MV. Phương Anh Đào là nàng thơ duy nhất từng góp mặt trong cả ba MV của Denvo. Bạn diễn viên Ngọc Lan đều nghi vấn, sao tôi nghi quá, rất hợp và rất đẹp. Phương Anh Đào khẳng định giữa cô và Denvo chỉ tồn tại tình đồng chí. Cô nàng cũng bày tỏ sự vinh hạnh, vui vẻ khi được làm chung sản phẩm với nam rapper gốc Quảng Ninh. Dù vậy, không ít người cũng mong hai người thực sự nên duyên trong tương lai vì họ quá đẹp đôi. Hoàng Thùy Linh, khuấy đảo ngày cả tháng 4 vừa qua chính là thông tin Hoàng Thùy Linh và Denvo bị tóm dính cùng về nhà riêng, nhà gái còn để lộ bụng bầu lớn rõ. Cụ thể, ngày 28 tháng 3, Hoàng Thùy Linh và Denvo bị bắt gặp cùng nhau di chuyển từ Hà Nội về lại thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai cùng về nhà riêng tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và giọng ca si tình còn để lộ dấu hiệu đang có em bé. Thái độ của cặp đôi khiến công chúng không khỏi bàn tán, nhất là Denvo. Quay trở lại vào ngày 14 tháng 1 năm 2023, thông tin Denvo và Hoàng Thùy Linh tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà được nổ ra. Đến ngày 15 tháng 1 năm 2023, Denvo liền có bài đăng lên tiếng trên trang cá nhân. Cụ thể, nam rapper chia sẻ một cách rất chung chung, không hề xác nhận nhưng cũng không phủ nhận chuyện đính hôn với Hoàng Thùy Linh. Tuy nhiên trong lần bị bắt gặp này, Denvo lại có phản ứng trái ngược. Cho đến trưa mùng 2 tháng 4, đã hơn một ngày kể từ khi đoạn clip xuất hiện cùng bạn gái gây náo loạn mạng xã hội thì Denvo vẫn chưa có động thái nào. Anh giữ im lặng và cũng không đăng đàn gì trên trang cá nhân. Có thể thấy trong hai lần bị khui chuyện tình cảm, Denvo có phản ứng trái ngược nhau. Dân mạng vẫn còn đang hồi hộp chờ đợi, không biết ngày nào hai người sẽ chính thức công khai với công chúng về chuyện tình này.